Ơi, xin mến chào tất cả các bạn, tất cả các bạn, các anh chị đang xem video của kênh Dũng Ca Garden trên YouTube. Thì ngày hôm nay mình cũng ngày cuối tuần ha, mình xin chúc tất cả các bạn, các anh chị đang xem video có một cái thời gian cuối tuần thật là vui vẻ, thật là tuyệt vời bên người thân và gia đình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn ha, các anh chị về cách chăm sóc cũng như là cái cách mà mình bón phân cho cái cây húng lủi, làm sao cho nó cây nó khỏe rồi nó lâu có lụi, nó lâu lụi nha các bạn, nó lâu lụi. Rồi thì cái này thì mình mới trồng, cái này cũng tháng à, này mình bữa cái clip trong chậu mình chiết ra mình trồng, thì mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn, các anh chị về cái cách mà làm sao để mà nó không có lụi cây, và cũng như là cái cách bón phân. Thì cái bụi húng lủi này thì khi mà nó đến giai đoạn như vậy rồi, các bạn ăn không ăn gì thì các bạn phơi cắt nha, bạn cắt đó. Mình cắt đó. Nếu mà mình không cắt á thì nó sẽ lụi. Nhiều người ta trồng húng lủi thì rất là hay bị cái tình trạng này, cây nó lụi. Các bạn cứ cắt sát gốc, ví dụ như một nhánh mình chừa chừng ít nhánh còn thôi. Thì mình cắt, mình bỏ tủ lạnh có thể mình ăn với mì cũng rất là ngon. Hoặc là húng lủi này thì mình có thể ăn với thịt bò nó cũng rất là ngon các bạn. Mình làm gỏi ha. Mình thì mình thích nấu cháo rắn bóp với cái húng lủi này rất là ngon. Thì mình cắt rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách vô phân. Thì khi mà mình cắt mình vô phân thì cái cây nó mới không có bị lụi, nó đẻ ra những cái nhánh non, những cái tược non đây các bạn. Mình đừng có tiếc đó, bạn thấy là mình trồng tốt như vậy nè, mình tiếc mình không có dám cắt á thì nó sẽ rất là nhanh lụi. Cái này mà mình không dám cắt á thì đến khoảng 2 tuần sau là nó sẽ già, sẽ có sâu hại nó tấn công mà nó sẽ lụi các bạn, theo cái cơ chế của cái cây, cái dòng đời của cây nó như vậy đó. Cái này mình cắt mình sẽ để ăn mì gói ha, một nửa mình sẽ trồng phần bên đây, trồng cái u bên đây, với lại mình cấy mớ rau răm tại vì cái hùng này nó dài á. Hay có cỏ nè, đó các bạn thấy đó, mình cắt xong rồi nè, rất là tốt, không, hoàn toàn là không có thuốc, hoàn toàn không có sâu xịt thuốc, không có sâu rầy gì hết, rất là sạch đó. Như vậy là mình bỏ tủ lạnh là mình ăn mì dằn là ok luôn đó. Thì ở đây thì mình, các bạn thấy là cái lượng phân nó còn ha, mình sẽ cho một ít, thêm một ít phân nữa. Trước khi cho phân thì mình làm sạch cỏ dại ha các bạn, mình làm sạch cỏ dại. Rồi. Sau đó mình sẽ cho một lượng phân vừa phải. Thì nếu mà cái này thì mình cho chừng 3 nắm tay ha các bạn. Mình cho mà hết phân, còn này phân nó còn thì mình cho một ít. Cái này là mình ủ trấu sống rồi phân bò, những cái clip mà mình đã chia sẻ với các bạn. Rồi sau đó mình xới nhẹ đất lên, các bạn đừng sợ đứt rễ ha, không sao đâu, cứ xới nhẹ lên đi. Rồi
rau thì cái rễ nó phát triển là rất là nhanh đó. Cho bạn xới xới là mình xới thì đất nó mới xốp, đất nó không hón ha, rễ nó mới, đương nhiên là khi mà mình xới nó sẽ đứt rễ các bạn, đứt một phần nào đó thôi, nhưng mà đất nó sẽ có độ tươi xốp và cái cây nó sẽ tái tạo lại bộ rễ mới rất là nhanh đó. Như vậy là ok. Này mình sẽ xới thêm ở đây để mình trồng thêm cái khu vực này ha, mình trồng rộng ra thêm. Rồi đó, như này là mình tưới nước là coi như hoàn thành. Còn khi mà cái nhánh trồng, các bạn lựa những cái nhánh trồng, khi các bạn lựa những cái nhánh trồng thì các bạn tỉa bớt đọt ha. Ví dụ như cái nhánh này thì các bạn muốn trồng cho nó đi nhanh thì các bạn bấm cho nó ngắn là vậy, mình khai thác cái đọt ha. Giống như là mình nhân giống thêm này rất là thơm các bạn, cây của mình trồng nó rất là thơm, không phải giống như cây hàng chợ đâu. Mình bấm vậy cái bạn thấy cơ đọt không, điểm từ hai cơ đọt là được, một cái đọt nè, hai cái đọt nè, đó. Đó, những cái nhánh như vậy mình sẽ trồng, cắt rồi mình trồng luôn đó. Lựa những cái nhánh khỏe như vậy các bạn thấy không, cái nhánh khỏe như vậy mình chỉ cần giữ cái cơ đọt này là được, cắt đây nên đây mình trồng đó, mình lựa những cái nhánh to khỏe như vậy đó. Còn cái phần ngọn mình sử dụng đây, các bạn thấy có rễ không, khỏi ngâm nước ngâm nét gì hết nè, thấy có rễ không. Rồi các bạn cắt tới đây, lựa từng một hai cơ đọt thôi, một hai cắt ngay chỗ này ha, về cắt ngay chỗ này đây, nó sẽ nhanh lên hơn là các bạn trồng cái đất đó. Rồi cái này ăn ha. Rồi cái này là để mình trồng đó. Rồi cái này cũng vậy, cái này có hai cơ đọt rồi, mình lấy cơ đọt trên thôi. Cái này là mình ăn ha đó. Còn cái này là mình trồng vừa có rễ luôn các bạn, lá này mình tỉa ha, lá mình tỉa hết đó. Mình sẽ trồng ngập cái phần này xuống nè, ngập cái phần này xuống luôn đó. Rồi cho bạn xem ha. Rồi cái đọt này cao thì mình chỉ cần lấy cái cơ đọt ở trên thôi đó. Cứ đừng trồng những cái đọt này ha, nó lên chậm lắm đó, tin mình đi. Rồi để biết cái cây này chỉ có vậy thôi, lấy cái đọt trên ha đó. Tại vì ở dưới già quá ăn cũng ngon, lựa cái ngon mình ăn. Rồi đây như cái này thì có cái đọt rồi nè các bạn thấy không, cắt ngay chỗ này đó, nó lên rất là nhanh. Cái này mình ăn ha, đừng trồng cái đọt. Đây cái này thì lấy cái đọt trên đi đó, bạn thấy không. Này đó các bạn phải tin mình, các bạn phải tỉa đây. Cái này mình lấy luôn cái đọt đầu tiên luôn, tại vì cái này đã trồng là nó đã đủ lên rồi đó. Cây thì mỗi cây nó sẽ có cái đặc điểm, bằng biết được cái đặc tính của nó thì cái này mình lấy ba luôn ha, tại vì hai cái đọt này ra rồi nè đó, bạn thấy không đó. Vậy là mình trồng thôi, mình trồng đó. Như cái này thì lấy xét luôn, tại vì có cửa đọt rồi đó. Hướng dẫn cho các bạn chi tiết luôn ha. Đây như cái này điểm lên hai cái đọt đi, cái này có thể cắt thêm với cái đọt để vừa ăn đi, cắt đây đó. Tương tự những nhánh còn lại ha đó. Thì giai đoạn đầu thì mình trồng thì mình che cho nó mát, là các bạn lấy lưới len hay là các bạn làm cách bất cứ hình thức gì đó, các bạn che cho nó mát lại ha. Che mát chừng khoảng 4-5 ngày là các bạn bắt đầu hạ ra nắng, tay nay nắng rất là gắt á, mình cứ nhớ tưới nước thường xuyên ha. Ngày nắng gắt thì tưới hai lần đó. Ngày mà có mưa khỏi tưới, mùa này thì ít mưa đó. Mình cũng chia sẻ các bạn về cách hun lũi như vậy, mà cái những cái ngọn hun lũi to như vậy nè mà các bạn không cắt thì một thời gian nữa nó sẽ lụi ha, rất là lụi, sâu nó quá lên mà rất là dễ lụi và chết đó. Thì ok, chào các bạn và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo ha. Có bất cứ vấn đề nào thì các bạn có thể bình luận với video, mình sẽ giúp cho các bạn ha. Xin chào.